Đến trưa ngày hôm nay thì 13 ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá bị chìm trên vùng biển quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa được tìm thấy sau hơn 2 ngày tìm kiếm. Hiện thì 78 ngư dân và hai thi thể ngư dân được các tàu cá cứu hộ trước đó đã được đón lên tàu 467 Hải quân để đưa về đất liền. Ngay sau đây là thông tin và hình ảnh vừa được gửi về từ hiện trường khu vực tìm kiếm. Theo kế hoạch, hiện còn 3 tàu gồm tàu cảnh sát biển và 2 tàu hải quân tiếp tục thực hiện tìm kiếm ngư dân mất tích. Một tàu khác trong số 4 tàu ban đầu làm nhiệm vụ được sử dụng để vận chuyển 78 ngư dân và 2 thi thể vào bờ. Đêm qua và rạng sáng nay, tàu 467 Hải quân đã thực hiện xong việc tiếp nhận 78 lao động, 2 thi thể và có thêm 3 ngư dân khác đang đi đánh bắt ngoài khơi xin vào đất liền cùng với chuyến đi này. Rất muốn về đất liền sớm và cũng rất mong có lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các người dân của chúng tôi mất tích chưa tìm thấy. Rất mong các cơ quan chức năng cố gắng. Điều kiện sóng gió tại vùng biển tiếp nhận các ngư dân được đánh giá là tốt, thuận lợi cả cho việc di chuyển đưa ngư dân vào bờ, cả cho việc tìm kiếm cứu nạn. Chúng tôi sẽ đưa bà con về đất liền an toàn, theo hoạch. Bà con cứ yên tâm nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe. Trong quá trình hành trình, nếu có khó khăn gì, bà con cứ đề đạt với cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Do cùng lúc vận chuyển số lượng đông người, nên tốc độ di chuyển được tính toán kỹ để đảm bảo an toàn suốt hành trình. Theo tính toán, sẽ mất khoảng gần 30 giờ đồng hồ di chuyển để đưa ngư dân về đến bờ. Hoạt động tìm kiếm ngày hôm nay có thêm 4 tàu cá của ngư dân đang hoạt động đánh bắt lân cận cùng tham gia. Vùng tìm kiếm dự kiến sẽ được mở rộng thêm dựa vào tính toán về khả năng trôi dạt theo dòng chảy và theo thời gian đã kéo dài sau khi tai nạn xảy ra.